chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Giúp Dở và Giúp Đỡ. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 8, trang thứ 127. Toàn văn của tác phẩm như sau. Từ năm 1948, Mỹ giúp các nước Tây Âu và bọn bù nhìn phản động ở châu Á. Cách giúp và kết quả của việc giúp ấy thế nào? Một thí dụ. Đến 1952, Mỹ đã giúp Pháp 2.458 triệu đô la. Trong đó chỉ có 411 triệu là máy móc, dụng cụ, ngoài ra là máy bay, súng đạn. Kết quả cho Pháp: ngân sách quân sự năm 1939 là 377.000 triệu. Năm 1952 tăng đến 1.463.000 triệu. Thuế năm 1947 là 347.000 triệu. Năm 1952 tăng đến 1.784.000 triệu. So với năm 1938 thì lương bổng thực tế của công nhân và công chức trong năm 1947 là 79%. Đến năm 1952 sụt xuống chỉ bằng 50%. Mỹ giúp Pháp và các nước giống như người ta chất vàng lên lưng con lừa. Vàng càng nhiều càng nặng thì lừa càng khổ, đến nỗi phải quỵ xuống. Thế là giúp dở. Sau thế giới chiến tranh lần thứ hai, Liên Xô vừa ra sức xây dựng kinh tế của mình, vừa giúp các nước dân chủ mới. Kết quả sự giúp đỡ ấy như sau. So với trước ngày chiến tranh, năm 1952, công nghệ của Ba Lan tăng 2,5 lần, tiệp khắc tăng 3,5 lần, hung tăng 2,5 lần, lỗ tăng 4,5 lần, lỗ tức là nước Rumani, bảo tăng 7 lần, bảo tức là nước Bulgaria, Albania tăng 12 lần, Trung Quốc tăng 2,5 lần. Nhờ cải cách ruộng đất thành công, năm 1952, lương thực đã tăng 40%. Đó mới thật là giúp đỡ. Đồng chí Stalin nói, kinh nghiệm công tác ấy chứng tỏ rằng không có nước tư bản nào có thể giúp các nước dân chủ mới một cách có hiệu quả và với một kỹ thuật tinh xảo như Liên Xô đã giúp. Vì sự giúp đỡ ấy chẳng những giá rất rẻ mà kỹ thuật lại là hạng nhất. Trước hết là vì sự giúp đỡ ấy dựa trên nguyện vọng thật thà giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển kinh tế chung. Kết quả, chúng ta thấy công nghệ ở các nước ấy phát triển đều và cao. Đoạn này trích trong quyển Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Đầu năm 1946, đồng chí Stalin nói, để làm cho kinh tế Liên Xô thật vững chắc, không e sợ gì hết, thì Liên Xô cần phải sản xuất mỗi năm 60 triệu tấn gang, vân vân. Và độ 3 lần kế hoạch 5 năm nữa thì đạt mức ấy. Nhưng năm 1952, Liên Xô đã sản xuất 35 triệu tấn gang,
nghĩa là độ một lần kế hoạch 5 năm nữa thì đạt mức ấy. Kinh tế nước ta tuy còn lạc hậu, nhưng chúng ta cố gắng thực hiện chính sách ruộng đất. Và với sự tiến bộ chung của các nước bạn, chúng ta nhất định kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công và sẽ theo kịp các bạn ta. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số 112 từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 năm 1953. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.